Con phải có tiền này con mới đi được, con mới bỏ trốn được. Đi đâu? Thì con đi đâu kệ con, nó ít bữa con về. Nhưng mà kiểu bây giờ tự nhiên kia nó biết con bỏ mùa nó rồi là nữa rồi, giờ con phải đi. Này, mày đi đâu? Mày đi đâu? Mày bỏ trốn đi đâu? Mày bỏ trốn đi đâu? Cái số tiền vừa đấy mà bà đi cho mày ấy, mày đưa cho tao để tao gửi cho bà. Mày không có tư cách gì mà lấy tiền của bà đâu, với cả cái bản mặt của mày ấy. Lấy tiền của người khác thì mày cũng quỳ thôi, kể cả bà mày cũng thế. Người nhà mày mày cũng quỳ. Việc của mày cũng như việc của tao, hiểu không? Tao nhìn cái thái độ của mày bố mày đéo thích rồi. Tiền của gia đình tao với tiền của mày. Trời ơi, mày định cầm tiền đi bỏ trốn đi đâu? Mày nhà mày nữa. Hôm nay mày hẹn bố mày xuống để mày bảo giả tao tiền 4 giờ. Bố mày xuống để bố lấy tiền đây. Con hôm nay đi đâu? Đi đâu? Đi đây. Đi đâu? 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 Đi về nhà nó để lấy tiền nó luôn. Về nhà nó luôn. Hôm nay nhất định, hôm nay phải lấy tiền được. Xuống đi. Bà ơi, bây giờ bà có tiền không? À, hết tiền rồi. Giờ cháu đang cần gấp lắm bà. Bà còn nếu mà mượn được ai thì mượn cho cháu mượn chứ. Bây giờ bà cháu mượn được ai hả? Nhưng mà bây giờ con phải đi, con phải lấy, con phải có tiền này con mới đi được, con mới bỏ trốn được. Đi đâu? Thì con đi đâu kệ con, nó ít bữa con về. Nhưng mà kiểu bây giờ tự nhiên kia nó biết con bỏ mùa nó rồi là nữa rồi, giờ con phải đi. Bây giờ bà còn tiền thì cho cháu mượn đi, rồi vừa cháu trả lại cho. Bây giờ bà không còn đâu, bà còn ít thôi. Bà còn bao nhiêu cũng được, bà đưa cho cháu mượn đi. Thế bây giờ hai con... ba, hai ba ngày sau là con gửi lại cho, chứ không phải là con lấy luôn đâu. Thế bây giờ con bỏ bà nhà một mình con trốn đi à? Không phải con trốn mà con tạm tạm đi nữa, nơi đây con đi làm ăn xa thôi. Mẹ nó hẹn mình, mẹ nó một số tiền mà nó lại trả tiền chuyện mất. Bà còn tiền cho cháu mượn đi. Nên bà còn có ít thôi đây này. Xong rồi ít bữa rồi còn hoàn lại nhá. Thầy bà có còn có là con nói này, tụi thằng kia tới đây, nếu mà tụi thằng kia tới đây gặp bà thì bà đừng có nói có đi đâu hay là làm gì hết nghe chưa bà. Bởi vì tụi này hay đến làm phiền con á, con từ vừa giờ là nó cứ làm phiền, cứ chặn đường con đang đi, là nó chặn đường được các thứ con không ạ? Con đi ít bữa rồi con về nhá. Vâng, con chỉ giảm em thôi chứ không phải là con đi đi luôn đâu. Còn giờ bà còn tiền ăn không? Đấy, bà còn có tiền đấy, bà đưa qua đây. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, để đợi nó ngoài kia. Mẹ kiểu đéo gì, tí nữa nó không ra ngoài kia để nó đi luôn. Nó bỏ trốn mà. Đi ra ngoài. Để lúc ngoài này mẹ. Ra đây. Đi ra. Kiểu đéo gì nó cũng ra đây luôn. Kiểu gì. Dạ, anh bây giờ anh em mình lấp vào đây xong là lát nữa nó ra anh em mình xem nó đi đâu được không? Okay, okay. Mẹ nó hẹn mình nè, hôm nay giả tiền. Mà trong khi đó mà nó lại vay tiền bà nó để nó bỏ trốn. Giờ tiền nó chưa giả được mà nó đã ý định bỏ trốn. Hôm qua là chồng. Mà nó quỵt quá. Hôm qua là chồng gặp nó là nó hẹn chồng mày là tiền ai. Biết gì xem. Để xem giờ đợi nó ra ngoài đấy. Còn là chuẩn bị ra, lấp. Ra chưa. Giờ ra ngoài. Lúc đi. Này, mày đi đâu? Mày bỏ trốn đi đâu? Tao không bỏ trốn đâu. Bố mày nói mày nghe này. Quần áo đây. Nghe hết rồi. Em nhá, để xem tao làm cái gì. Cái gì ấy chứ? Tao mang quần áo đi rồi. Đấy là tao đi đâu? Tao đi đâu? Kiếm tiền trả nợ cho mày chứ gì? Trả tiền đi. Mày đi bỏ trốn đi gì đâu? Bố mày nói cho mày nghe này, bố mày nghe hết rồi. Chứ hôm nay mày hẹn bố xuống để mày trả tiền cho tao. Sao mà bây giờ mày lại bỏ trốn đi? Mày bỏ trốn đi đâu? Mày định quỳ tiền của tao à? Tao không hề. Mau đưa tiền đây nhá. Cái đó là Duy hẹn mày nhưng mà là tao hẹn đâu nhá. Hôm nay ấy, mày làm sao có cái cửa mà đi ra khỏi cái nhà này? Cái số tiền vừa đấy mà bà mày đi cho mày ấy, mày đưa cho tao thì tao gửi cho bà. Mày không có tư cách gì mà lấy tiền của bà đâu, với cả cái bản mặt của mày ấy. Lấy tiền của người khác thì mày cũng quỳ thôi, kể cả bà mày cũng thế. Người nhà mày cũng quỳ. Việc của mày cũng như việc của tao, hiểu không? Tao nhìn cái thái độ của mày bố mày đéo thích rồi. Tiền của gia đình tao với
Chạy đi. Mày định cầm tiền đi vào chỗ đi. Mày không mày nữa. Hôm nay mày hẹn bố mày xuống để mày bảo giả ta tiền 4 giờ. Bố mày xuống để bố lấy tiền đây. Mày có chế à? Hả? Mày à mày nó đứt trong phần thế này mà vừa mày nó đéo gì tiền mà nó rẻ. Mày quỳ hết mẹ rồi gì? Quỳ cái gì? Mẹ bây giờ tao đi làm mày cũng không cho. Mẹ bây giờ mày kêu làm được chưa? Mày giả bố tiền đi rồi mày đi mày làm. Mày làm mày đi làm hay mày đi trốn? Đây rồi đi làm gì? Tao không thể trốn. Mày bỏ trốn à? Mày đi. Mày không trốn tao vừa nghe nhá. Mày bỏ trốn à? Mày gọi ngay hàng gì xuống cho tao? Gọi ngay xuống. Gọi ngay xuống. Mẹ nhà mày đâu qua mày nói hẹn tao bảo mày 4 giờ xuống đây để lấy tiền. Xong. Hắn nó hẹn nhưng mà là tao hẹn. Mày thì mày cái mồm mày đi. Mày thì mày hẹn nó đây. Hai chúng mày đều đồng lẽ với nhau. Mày à bây giờ mày hơi hẹn tao xuống mày bảo chiều nay xuống để lấy tiền. Sao bây giờ mày bảo mày đi làm? Mẹ ơi, mày nghĩ bố mày trẻ con à? Mà bọn tao vừa thấy á, mày vừa xin bà rồi, bà đưa mày một đống tiền rồi thôi. Mày còn nói là bố đấy bố gì? Tao nghe hết câu chuyện của mày rồi. Mẹ ơi, anh nào? Mày đồng lại. Thế mày đi đi đâu à? Mày đồ đồng nó xem. Nó đồng qua tao đứng tao đồng lại đấy. Mẹ bố lại bố. Bố mày tao đây, mày đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Mày khả. Mày còn lấy tiền của bà ấy nữa. Mày có tên con này nữa. Bố nói chuyện nghiêm túc của mày mày không muốn à? Này á, mày ra đây là mày chất tao rồi. Mày chất như này, mày nói chuyện tao như này, mày bảo là nói chuyện nghiêm túc à? Mày nói nhỏ nhỏ thôi. Nghiêm túc rồi, ok mà nghiêm túc. Đấy, bố mày đi luôn đấy. Đưa anh tiền đây. Bố mày không chuyện tao được, bố mày đi luôn đấy. Mày nói nhỏ nhỏ thôi, bố mày còn nghe. Đi mẹ mày nói tôi, tao đâu nghe đâu, với cả nhá. Mày là người bỏ bùa tao đấy. Bố mày nghe từ trong kia kìa, bố chạy ra đây chứ không phải là bây giờ bố mày đứng đây bố đợi mày đâu. Chính mồm mày, bố bấy bè mày là bỏ bùa thì bố cho ra tòa làm sao? Mày cho ra đi. Mày gọi tao là tao. Mày trách đâu? Cái câu nói của mày ấy. Bố mày quay mày rồi, hiểu không? Nên mày là mày đi theo tao trước chứ không phải là tao bỏ bùa mày trước đâu. Thế nếu mà mày không lừa tao, mày không bỏ bùa tao thì bố mày ngu như này hả? Bây giờ cả người yêu của tao nữa. Tao chửi người yêu của tao, tao lấy tiền của người yêu của tao. Tao đưa cho mặt chó mày. Sao bây giờ mày bảo là bây giờ mày đi làm, mày đi làm. Mày đi làm để mày quỵt à? Mày chứ tôi nghĩ sai mày nữa. Gọi điện cho mày đi. Nhanh lên. Gọi điện cho mày. Còn bây giờ nhá, mày muốn đòi tiền thì đấy gọi gặp nó, tao đưa tiền cho nó hết rồi. Mày ai bố mày đi bố mày là người gây ra mọi chuyện, mày phải về đền bù tất cả mọi chuyện. Đưa mày làm mày đi mày nói nó. Bây giờ một mày giả điên tao, hai là gọi gì đến đây bố mày cho mày đi. Không, nhanh lên bà chuyện bàm luôn đấy. Mày nói đi. Bố mày mày đã chuyện điều hết rồi. Ôi dồi ôi, bây giờ này còn cưng cưng cái mặt hả? Mày giờ mày đã tặng tiền rồi. Mày nói gì rồi? Nhớ cái gì luôn? Thằng Duy nó lấy tiền của tao hết rồi. Nhưng mày là người lấy tiền của Kiên, mày phải có trách nhiệm mày giả nó chứ. Bây giờ tao nói này, tội lừa đảo. Mày cầm tiền của tao, tao đưa tiền cho mày thì mày phải có trách nhiệm đưa tiền cho tao. Còn tao đéo biết thằng nào cầm tiền của tao bây giờ, hiểu không? Mày lấy tiền của tao thì mày trả tao. Nhưng mà thằng Duy hẹn mày, nhưng mà là tao hẹn mày. Hai chúng mày đều đồng lẽ với nhau, hẹn tao mày thì đều biết. Nói chung với tao đéo ăn biết. Nhưng mày hôm nay mày không trả tiền của tao, tao đố mày đi luôn đấy. Mày gọi cái thằng Duy đấy đây. Mày gọi đến đây đây. Tiền của tao tao đi bình thường mày thôi. Mày lấy tiền của người khác mày im cái mồm vào. Gọi cái thằng Duy đến trả tiền cho tao. Mày tách thì mày gọi đi. Mày để tao vào trong nhà mày, tao có chuyện bà mày. Hôm nay mày đi đâu? Đi đâu? Quên đi. Chẳng nhớ cái thằng Duy ạ. Mày đi luôn. Mày tao cho gì? Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên gọi anh Duy đến. Có giờ cho anh chị ạ. Đứng lên lên. Có giờ cho anh. Có giờ cho anh. Sao đấy? Anh không phải hoái đâu, nó giờ cho đấy. Giờ cho đấy. Có giờ cho nó không trả tiền anh em. Làm sao? Tao bụng sao ấy? Có giờ sao? Cái mẹ con để tao à? Mẹ mày giờ cho anh. Nó đang mang thai đấy. Nó đang mang thai hay là biết thai cái gì anh? Nó giờ cho anh. Thai cái gì anh? Cái này. Đừng tin. Có lại điêu đấy. Nó bị cái thai để nó bỏ trốn đấy. Nó bây giờ mang thai ở kia này. Đứng lên nào, lời bây giờ cho ở kia đi. Gọi bác sĩ đấy, giả tẹo luôn. Mày đừng giả tẹo nữa, giả tiền đi. Bác sĩ đến rồi kiểm tra nó xem là đúng rồi, bây giờ gọi bác sĩ đến nó kiểm tra xem nó đúng rồi, thay thật thay giả luôn. Đi vào, đi vào. Đi vào. Đi vào. Mày mà giả tẹo, chơi vào đây nhanh lên. Chơi lên đây. Chơi lên. Mày nhá, hôm nay tao gọi bác sĩ đến nhá. Bác sĩ đến chơi với tao. Mày giả tẹo không phải thay. Tao về đây hiểu không? Đi lên xe à? Đi lên xe à? Đi lên xe à? Đi lên xe à? Mày có mưu gì nữa mà chết tao? Đi lên xe à? Tao ơi! Ba! Tao ơi! Đi xuống đi! Đấy! Mày nhờ ra bây giờ tao sẽ gọi cháu mà bác sĩ đến để cho xem gì đấy. Cái gì đấy? Xem nó mụn nó bình ngã. Bác sĩ em có bác sĩ đến xem nó rồi. Cũng hay rồi, thật hay giả vậy. Bây giờ gọi là bác sĩ hỏi xem nó có một cái bầu được không. Đi vào đây làm. Đi vào đây làm. Bác sĩ em muốn nào mà. Hôm nay mày mà chả phờ được cách nào ấy. Mày mà chả phờ được cách nào ấy. Mày lấy cớ tao giấy có thai mà chết rồi. Bây giờ đợt điểm vậy đấy. Điểm vào bác sĩ đi nhé. Bác sĩ đi. Quay đi xem nó. Làm xuống.
Mày đừng có mà kêu ga mà chọc vào cách cao đấy. Mày làm như đấy. Ờ giờ vơi quậy vào bác sĩ xem nào, xem nào nó có bị làm sao không. Ui không khéo nó bị đau thật đấy. Nhưng mà thấy nó đau đau thật đấy. Ờ bác ạ. Đau thật đấy. Quậy quậy đi. Ê bác cái đến xuống chùa nhá. Tôi đang, con người đang bị đau. Nhưng mà người thấy nó đau thật đấy. Con lên luôn đấy ạ, lên luôn bác nhá. Ờ. Hay là nó có thai của anh thật. Đấy thì bây giờ nó có thai thật sao anh em nào rồi. Bây giờ con này đấy cái bình tĩnh là nữ thai. Mà bình tĩnh nào tao chưa lo này. Rồi cả lấy xem cái này này. Rồi giờ tẹo ấy, mẹ con này mặt dày giờ tẹo anh. Ôi đừng nói anh chuyện gì nữa. Đưa bác sĩ ra, đưa bác sĩ đến. Đưa bác sĩ đến luôn. Đưa bác sĩ đến là khám đi đâu anh. Ngồi đây xem nào. Mày là con giả dạy mình biết rồi. Khéo ở nhà nó có ốm cái gì không bà? Nó có, thỉnh thoảng nó có ốm. Thế là ông không? Kiên mấy cái bảo đây. Đây là bảo. Bây giờ nó bảo anh nhá, bây giờ cái Thảo bây giờ như thế đấy. Mày biết là bây giờ con trong bụng của mày nhớ xảy ra chuyện gì mẹ cả đời đấy. Mày cái giáo gì thế? Tao được chưa lo này. Thai đâu có thai. Thế bây giờ như đâu có tao thật thì sao? Không bao giờ có đâu. Đây là xin đến khá là bên ngay. Anh em mình giải cho thấy nó lấy cớ để nó không trả tiền thế thôi. Bây giờ nhìn nó này với nhau quần quại nhìn trông tội chưa? Mà trong những cái con của mày đấy. Con này để từ trước rồi giờ rồi. Cái gì nó chẳng nghĩ ra được.